kính chào quý thân tín hữu. Một lần nữa chúng tôi xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về đặc ân được hầu chuyện với quý vị. Chân thành cảm ơn ưu tiên và thị giờ quý vị dành cho chương trình Văn hóa niềm tin. Đề tài của chúng ta hôm nay là trận chiến tâm linh. Loạt bài mới gồm 7 bài dựa trên lời Chúa trong thơ Ephesians chương 6. Lời đấy dạy như thế này. Vậy hãy đứng vững lấy lẽ thật làm dây nịt lưng. Mặc lấy giáp bằng sự công bình. Dùng sự sẵn sàng của tin lành, bình an mà làm dài giáp. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuận. Nhờ đó, anh chị em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu rỗi làm mão trụ. Và cầm gươm của Đức Thanh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cuộc sống của người tín hữu, của cơ đốc nhân là một chiến trường thuộc linh mà chúng ta không có quyền thất bại. Vì chỉ có chiến thắng chỉ có chiến thắng mới làm đẹp lòng đấng chiêu mộ chúng ta chính là Chúa và qua cơ hội chiến thắng chúng ta được làm vinh quang danh của Ngài trước tiên chúng ta cần phải biết rõ kẻ thù của mình là ai đã lâm trận đã tham gia một cuộc chiến đấu điều quan trọng là phải nhận diện kẻ thù sư đồ lô dạy rằng chúng ta không đánh trận cùng thịt và huyết Nghĩa là kẻ thù của chúng ta không phải là con người. Dù con người, nhiều khi là tác nhân trực tiếp bức hại chúng ta và hội thánh của Chúa. Kẻ thù đích thực của chúng ta có nhiều danh hiệu. Ở đây, Sư Đồ Phaolô cho biết rằng đó là chủ quyền, là thế lực, là vua Chúa của thế gian mơ tối này. Nó nó chính là ma quỷ kẻ kiện cáo là Satan kẻ đối địch với Chúa Thế giê Giêsu và là đối địch với chúng ta là những cơ đốc nhân những người tin theo Chúa của Thế giê Giêsu ma quỷ chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ là bạn của chúng ta được đâu dù có thể đến trong một chiếc áo của một thiên sứ sáng láng đi chăng nữa thực chất của nó là sói mang lốt chiền là sư tử rống đang rình mò chung quanh chúng ta bên cạnh Satan còn có các thần dữ ở các miền trên trời, một lực lượng đông đảo những thiên sứ phạm tội đã theo Satan trong cuộc chiến chống lại Đức Chúa Trời. Vì thế đừng bao giờ, đừng bao giờ coi thường những kẻ thù hung dữ đầy mưu mô và quyền lực, những kẻ chuyên làm việc trong bóng tối của thế gian mơ tối này để có thể đối đầu với kẻ thù chúng ta cần chuẩn bị một tinh thần mạnh dạng trong chúa nhờ sức toàn năng của ngài kẻ thù đúng là hung hăng và mạnh mẽ nhưng chúng ta không khiếp sợ vì chúa của chúng ta là đức chúa trời toàn năng là đấng để chiến thắng nó và sẽ luôn luôn chiến thắng ở trong chúa chúng ta sẽ được bảo vệ và nhận được sức lực tư nói ngài để có thể đối đầu với ma quỷ. Bên cạnh sự chuẩn bị tinh thần, chúng ta cũng cần được trang bị đầy đủ. Kẻ thù khôn lanh, mạnh sức sẽ tấn công chúng ta từ đủ mọi phía mà. Nhất là ở những lĩnh vực có vẻ an toàn, là nơi chúng ta dễ mất đi sự tỉnh thức và cảnh giác. Vì thế, Sứ đồ phô dạy chúng ta phải lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Mọi khí giới, tất cả những thế giới trang bị cho chúng ta thì chúng ta cần phải được trang bị đầy đủ như thế. Mọi khí giới chứ không phải chỉ là một số khí giới. Đức Chúa Trời đã cung cấp đầy đủ mọi khí giới để chiến thắng ma quỷ trong mọi lĩnh vực. Dù ma quỷ có khôn khéo, ngụy trang, kín đáo đến đâu đi chăng nữa thì khí giới của Chúa vẫn có thể phát hiện và đập tan mọi cuộc chiến âm thầm của nó. Đức Chúa Trời đã dự liệu để chúng ta chiến thắng trong cuộc chiến này, cuộc chiến với ma quỷ để được đứng vững với sự mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài và nhờ năng lực từ mọi khí giới của Đức Chúa Trời Ma quỷ sẽ không thể quật ngã chúng ta được Dù nhiều lúc nó có thể làm chúng ta điêu đứng đấy Nhưng đến cuối cùng Chúng ta sẽ được đứng vững như một người chiến thắng Trước mọi sự tấn công của ma quỷ Và qua đó cha của chúng ta ở trên trời Sẽ được vinh quang Sự hiện hữu của Satan là một thực tại nó hiện diện một cách siêu hình kín đáo Mang theo những âm mưu đầy nguy hiểm Con người rơi vào thế giới tối tăm của tội lỗi Hiểu âm mưu đó như thế nào Tuy nhiên, cơ đốc nhân không phải sợ hãi trước quyền lực của Satan Vì quyền lực ấy sẽ bị bẻ gãy Khi chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời Được hoàn thành qua sự chết của Chúa cứu thể Giêsu trên thập tự giá Và sự phục sinh của Ngài vì Chúa đã đắc thắng, cho nên cơ đốc nhân tiếp tục chiến thắng quyền lực của Satan. Nhờ vào quyền lực của Ngài, sư đồ follow đã à, cảm khái và thốt lên một lời cảm tạ như thế này. Nhưng ta ước Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự chiến thắng. Nhờ Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta được chiến thắng. Trong nguyên văn nhóm chữ phải làm bình dạng trong Chúa. Phải làm mạnh dạng trong Chúa có nghĩa gì? Có nghĩa là được viết ở đây trong thể thụ động. Thể thụ động này có nghĩa gì? Có nghĩa là cơ đốc nhân được mạnh dạng. Không phải là nhờ nỗ lực riêng của mình, nhưng nhờ Chúa ban cho sức lực thuộc linh. Vì thế Phaolô đã nói rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Và vì tôi được ban thêm sức mà tôi có thể làm được mọi sự nhờ sức toàn năng của Ngài. Không có Chúa bên cạnh, Chúng ta chỉ là những con người yếu đuối, bất lực trước kẻ thù ma quỷ hùng mạnh. Chúng ta cần nhận thức được sức toàn năng của Đức Chúa Trời và đến gần Ngài để được ban sức lực để đắc thắng. Chúa đã sắm sẵn mọi khí giới thuộc linh để ban cho chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là phải nhận lấy những vũ khí đó để đánh bại kẻ thù. Cứ độc nhận. cần phải liên tục nhận thức rằng mình cần đến năng lực từ Chúa để chiến thắng trong trận chiến thuộc linh mà chúng ta đối diện hàng ngày. Ma quỷ là một kẻ thù thuộc linh rất nguy hiểm vì nó có trăm phương nghiềm kế lúc ẩn lúc hiện. Tuy nhiên, cơ đốc nhân đắc thắng ma quỷ không phải là nhờ tập trung vào ma quỷ mà phải tập trung vào những hoạt động của nó để nhờ đó chúng ta có thể tập trung vào chính đức chúa trời để có thể chiến thắng được những mưu kế của ma quỷ nói một cách khác một mặt các đốc nhân cần phải nhận thức lại được sự hiện hữu của satan và những hoạt động phá hoại của nó mặt khác cần phải tập trung cả con người của chúng ta vào đức chúa trời để được ngài ban cho năng lực đắc thắng lời hô hào hãy mang lấy khí giới của đức chúa trời cũng là lời kêu gọi các đốc nhân hãy hết lòng hướng lòng mình tập trung sự để ý của chúng ta về sự hiện hữu của chúa chứ không thể quá bận tâm về sự nguy hiểm của ma quỷ dù nhận thức được sự nguy hiểm của ma quỷ là quan trọng nhưng các độc nhân không thể chiến thắng được nó nhờ sự nhận thức đó bí quyết để chiến thắng đó là đến với đức chúa trời để ngài ban cho chúng ta vũ khí để chiến thắng quý vị đã có những khí giới để được chúa trang bị chưa câu nói mọi khí giới của đức chúa trời là hình ảnh trong thánh kinh cựu ước đã được mô tả rằng ở đó đức chúa trời đã được diễn tả một cách trừu tượng như là một vị ánh hùng vô địch với những vũ khí vô địch là những thánh đức cao cả của ngài do đó mang lấy mọi khí giới của đức chúa trời có nghĩa là phải khoác lên trên mình những phẩm chất cao đẹp của Chúa. Sứ đồ Phaolô kêu gọi mặc lấy người mới tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời. Phản ảnh những đức hạnh, những điều cao đẹp mà đã được bày tỏ qua những trái của Đức Thánh Linh. Cái đốc nhân phải sống một đời sống mới để được dự phần vào bản tính của Đức Chúa Trời khi được giữ phần vào bản tính của Đức Chúa Trời, cơ đốc nhân chẳng những sẽ đắc thắng Satan một cách dễ dàng nhờ sức của Ngài mà còn à, sinh lắm bóng trái thuộc lên trong đời sống của mình. Chúng ta đang ở trong trận chiến thưa quý vị. Và khi chiến thắng trong trận chiến này, chúng ta sẽ có được niềm vui trong lòng, hạnh phúc trong hôn nhân, sự an ninh của gia đình và đời sống riêng tư của mỗi chúng ta. Mọi người tin Chúa đều phải là những chiến sĩ của Đức Chúa Trời. Và ở trong trận chiến thuộc linh, nhưng nhiều lúc cơ đốc nhân không nhận thức được sự thật đó và vẫn cứ ngủ trong doanh trại thay vì phải ra đối diện với những trận chiến. Có nhiều cơ đốc nhân không biết ai là thù nghịch của mình, cũng không biết đang đánh trận với ma quỷ để bảo vệ sự sống thuộc linh của mình trong cuộc chiến đó Đức Chúa Trời muốn chúng ta chiến thắng nên Ngài giúp chúng ta bằng cách trang bị vũ khí thuộc linh cho chúng ta. Nhắc đi nhắc lại điều đó. Để gây một sự để ý, một sự ấn tượng rõ ràng trong đời sống chúng ta là phải chiến đấu mà muốn chiến đấu là phải được trang bị bởi vũ khí của Chúa. Vì trong cuộc chiến tâm linh là kẻ thù của chúng ta không phải là con người mà là những người lãnh đạo giới thẩm quyền và những bậc quyền thế của thế giới tối tăm này cũng là những thần linh gian ác trên các tầng trời. Tâm trí là chiến trường của cuộc chiến tâm linh. Nên cuộc chiến diễn ra trong sự suy nghĩ của chúng ta đó là sự tranh chiến giữa thiện và ác, giữa sự lựa chọn đúng và sai, làm theo ý Chúa hay là làm theo ý riêng của mình. Chúng ta đối diện với trận chiến đó hàng ngày phải không thưa quý vị? Trong cuộc chiến này không nghe tiếng bom đạn nổ nhưng trận chiến vẫn diễn ra mỗi ngày Vì thiếu cảnh giác nên hôn nhân của nhiều cơ đốc nhân đổ vỡ Tín hữu và người lãnh đạo của hội thánh sa ngã Phạm tội, hội thánh chia rẽ Và xã hội con người đi dần vào chỗ sa đọa Bức tranh về cuộc chiến lớn trong vũ trụ đang diễn ra giữa quyền lực của ma quỷ và quyền năng của Đức Chúa Trời. Trước khi tin Chúa, Chúng ta ở dưới sự điều động của ma quỷ, làm trái ý muốn của Đức Chúa Trời, đi theo đường lối riêng của chúng ta là đường lối của đời này, nhưng nhưng khi tin Chúa chúng ta được thay đổi. Chúng ta thay đổi chiến tuyến để được đứng về với Đức Chúa Trời. Kẻ thù của Đức Chúa Trời là ma quỷ trở nên kẻ thù của chúng ta. Vì vậy chúng ta đừng có coi thường quyền lực của ma quỷ và cũng đừng bao giờ nghĩ chúng ta có thể đối phó với nó bằng sức lực của riêng mình. Nhưng cần được trang bị toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để có thể đứng vững mà chống cự lại các mưu quế của quỷ vương. Sư Đồ Phổ đã kêu gọi khẩn thiết Kêu gọi khẩn thiết cho các tiến hữu hãy nhìn thấy mức độ khốc liệt của trận chiến để được trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời ban cho để phòng vệ, để tấn công kẻ thù. Những vũ khí đó gồm những vũ khí như thế nào? Thứ nhất, thắt lưng chân lý bằng lẽ thật. Lẽ thật là chân lý. Nắm vững được chân lý sẽ giúp chúng ta chiến thắng được sự giả dối của ma quỷ. Cái đến chúng ta mặc áo giáp bằng sự công chính, áo giáp để che cái phần ngực và bụng để khỏi bị những lằn tên mũi đạn của quân thù bắn đến. Ma quỷ thường tấn công tâm lòng của chúng ta qua phương diện cảm xúc, giá trị bản thân và sự tin tưởng của chúng ta bị hao mòn. Áo giáp công chính của Chúa bảo vệ tâm lòng của chúng ta và xác quyết rằng Chúa yêu chúng ta đã phó con một của Ngài vì chúng ta nên chúng ta được xưng công chính đó là áo giáp công chính. Cái đấy là chúng ta phải mang cái đôi giày bình an. Đôi giày tin lành bình an đó chính là phúc âm, là bảo vệ đôi chân của chúng ta để có thể đi đây đó truyền bá phúc âm. Bước vượt lên trên những chông gai thử thách bằng đôi giày tin lành bình an. Bác quỷ giao trong lòng chúng ta rằng, việc giao dạng phúc âm là điều khó khăn và vô ích. Nhưng dài trận của Chúa ban cho chúng ta có năng lực để tiếp tục tiến bước rao giảng tin lành cho mọi người. Để đức tin làm thuận đỡ. Ma quỷ bắn vào chúng ta bằng những tên lửa là những lời nhục mạ là những sự ngăn trở và cám dỗ. những đức tin đứng trên cái tầm nhìn của chúng ta. Tầm nhìn đó cần phải nhìn chú tâm vào Chúa thì chúng ta có thể thấy xa hơn, nhìn xa hơn cái hiện tại. Mà tiến bước cho đến một cái tương lai vinh quang trong chiến thắng sau cùng. Kế đến, lấy sự máu chuột mà làm máu trụ. Sự cứu chuột làm máu trụ là cái nón sắt chúng ta đội lên đầu. Mà quỷ giao nghi ngờ vào đầu của chúng ta. Sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu sẽ bảo vệ tâm trí của chúng ta khỏi sự nghi ngờ và xác quyết chúng ta được cứu rỗi bởi sự hy sinh của Chúa cứu thế trên thập tự giá cho chúng ta khi nên chúng ta cần phải cầm gươm của Chúa Cầm gươm của Đức Thánh Linh Là lời của Đức Chúa Trời Đây là khí giới duy nhất Để tấn công kẻ thù Lời Chúa làm cho kẻ thù Bị bối rối, bị thối lui Khi chúng ta bị cám dỗ Và lừa dối bởi ma quỷ Thì lời Chúa chính là cái Đòn tấn công hữu hiệu Làm cho kẻ thù khiếp sợ rút lui Chính Chúa có Thế giê -xu đã dùng lời của Chúa để đối đáp với ma quỷ khi Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong sa mạc. Ngoài ra, chiến sĩ của Chúa phải nhờ Chúa Thánh Linh thường xuyên bên đổ trong mọi sự cầu nguyện để nhận lấy sức mạnh của Chúa, hướng dẫn của Chúa là chủ tướng của chúng ta. Để Ngài có thể đồng công, cộng tác với chúng ta hướng dẫn chúng ta vào trong trận chiến và trận chiến cam go đó đã được tuyên bố chiến thắng bởi sự chiến thắng của Chúa rồi. Quý vị và các bạn cần phải được bổ sung hoặc được trang bị võ khí nào để có thể đứng vững trong đoàn quân của Đức Chúa Trời.